chúng ta vào đây. Khi chuyển sang cập nhật thủ công thì chỉ khi nào các bạn nhấn vào nút download thì các gói cập nhật này mới được tải về và cài đặt vào máy tính của các bạn. Phần này mình đã hướng dẫn rồi nhé. Chúng ta vào đây, Advanced Options. Các bạn không nên tích vào cái ô này. Khi các bạn tích vào cái ô này thì nó sẽ cập nhật thêm cho những cái phần mềm, những cái sản phẩm khác là của Microsoft. Ví dụ như bạn dùng Microsoft Office thì nếu như các bạn chọn vào cái lựa chọn này thì khi các bạn cập nhật Windows thì nó cũng sẽ tải những cái bản cập nhật cho Microsoft Office. Thì nếu như các bạn sử dụng phần mềm không chính thống ấy, thì có thể các bạn sẽ bị block, mất bản quyền của Office luôn. Ok, các bạn thấy ở đây mình có hai gói cập nhật available. Thì cái gói này là của Windows Defender, cái phần mềm diệt virus sẵn có kèm theo Windows ấy. Còn cái gói này là dành cho Windows 10 này. Thì do mình không sử dụng Windows Defender, do vậy mình không muốn cập nhật cái gói này vào trong máy. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể lựa chọn các gói cập nhật vào trong Windows của chúng ta. Việc lựa chọn các gói cập nhật cho Windows của bạn thì phải phụ thuộc vào cái nhu cầu và một chút kiến thức của bạn nữa. Ok, các bạn lên Google ghi cái từ khóa Windows 10 Show All High Updates và các bạn sẽ vào cái trang này. Các bạn kéo xuống và tải cái tập tin này về máy. Nó chính là cái tập tin này để tiến hành ẩn cái gói của Windows Defender. Trong ví dụ này là của mình là gói của Windows Defender, thì chúng ta làm như sau. Next. Và các bạn đợi để cho phần mềm cái gói này nó quét. Để ẩn thì các bạn chọn High Updates. Và các bạn thấy đúng là hai cái gói ở trên không? Thì các bạn sẽ nhấn dấu tích vào đây để ẩn cái gói này đi. Next. Ok, bây giờ nó đã hiện ra cái thông báo là thành công. Các bạn có thể các bạn vẫn nhìn thấy cái thông báo của cái gói này ở đây nhá. Nhưng mà các bạn yên tâm, khi các bạn nhấn vào nút download thì nó sẽ không tải cái gói này về đâu. Ok, bây giờ chúng ta nhấn close. Nếu các bạn muốn hiện trở lại cái gói update này thì các bạn làm như sau. Cũng tương tự như lúc nãy thôi, nhưng lần này chúng ta sẽ chọn cái show, cái lựa chọn show. Ok, cái lựa chọn này là để hiện trở lại các gói cập nhật mà bạn đã ẩn lúc trước ấy. Thì chúng ta sẽ chọn vào show. Và đấy, các bạn thấy cái gói này không? Các bạn chuyển đánh dấu tích vào đây và nhấn next thì cái gói này sẽ có thể được cập nhật trở lại. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra. Ok, đó là một vài lưu ý nhỏ liên quan đến Windows Update của Windows 10. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn hãy comment ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. See you later.